Hello, xin chào thầy các bạn. Chào mừng các bạn quay lại với kênh Triệu Phú TV. Kênh mình thì chuyên mua bán điện thoại cũ, máy tính bảng cũ giá rẻ. Và đây là số hotline bên mình và đây là địa chỉ cửa hàng bên mình. Và hôm nay là từ là ngày 22 tháng 1 năm 2021 thì là bây giờ thì cũng là 10 giờ tối rồi các bạn nhá. Thì cũng chỉ còn ít ngày nữa thôi. Thì là cũng là Tết giữa âm lịch rồi thì là chúc các bạn coi như là kiếm ra thật nhiều tiền và ủng hộ thật nhiều sản phẩm điện thoại cũ giá rẻ bên mình. Và sản phẩm đầu tiên buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình có về được mấy mẫu sản phẩm điện thoại cũ giá rẻ thì mình sẽ giới thiệu và thanh lý cho bạn. Thì là sản phẩm đầu tiên buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình về được con này là con Samsung Z7 Pro nha các bạn nhé. Z7 Pro đấy. Đây Z7 Pro ạ. Thì hôm nay nhà mình vừa mới về được con này xong. Con này là bản công ty, hai sim hai sóng. Cầu hình con Samsung Z7 Pro, con này là phiên bản của nó là RAM 3GB. Đấy, RAM 3GB, bộ nhớ trong con này là 32GB. Pin con này là pin 3K6. Màn hình con này là màn hình của nó là 5,5 inch các bạn nhé. Z7 Pro thì là màn hình của nó 5,5 inch. Đấy. Màn hình của nó là 5,5 inch. Thì là tất cả là gì nhỉ? Con Samsung Z7 Pro này thì là khách hôm nay mình vừa mới thâu lại của một chị gái đây. Chị gái mưa. Rất là xinh gái các bạn nhé. Chị này đã thay màn 2EC một lần các bạn nhé. Gọi là thay màn OLED một lần các bạn nhé. Đấy. Thay màn con này chị đã thay màn OLED một lần rồi các bạn nhé. Đấy. Thay màn hình OLED một lần rồi. Đấy, con Z7 Pro này thì mình sẽ thanh lý bạn giá là 1,4 triệu nhé. Đấy, con này thì là khách đã thay màn một lần OLED một lần rồi. Thì con này thì mình sẽ thanh lý bạn giá là 1,4 triệu các bạn nhé. Bạn nào thích sản phẩm Samsung Z7 Pro này các bạn nhé, hàng được sớm nhất nhé. Một là qua Zalo. Đấy, qua Zalo thì mình dùng số này 0966221789. Số này mình dùng Zalo. Nếu mà các bạn nhắn tin mình Zalo mình không trả lời kịp ấy, thì là mong các bạn liên hệ trực tiếp qua hai số thoại mình đặt hàng nhé. Và giờ làm việc mới đầu từ 7 giờ sáng đến là 10 giờ tối và 0833221789. Đấy, nhà mình chỉ có hai số điện thoại này nhá. Nhà mình chỉ có mỗi hai số điện thoại các bạn nhá. Đấy, và tất cả sản phẩm bên mình thì cứ lỗ đầu mùa 1 tuần và bảo hành 6 tháng nên bạn yên tâm sử dụng. Và hình thức mua hàng bên mình rất hình thức thì các bạn nào mà tin tưởng bên mình rồi chuyển khoản trước thì mình sẽ fly ship cho các bạn. Còn các bạn nào mà hình chọn hình thức là cọc hàng trong nhận hàng thanh toán ấy thì các bạn phải cọc cho mình phí ship 50k, 100k và 200k tùy theo mức giá sản phẩm của bạn nhá. Đây ạ, con này là con Samsung gì nhỉ? Z7 Pro, 1,4 triệu các bạn nhé. Và tiếp theo buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình về con này là con iPhone X nhá. iPhone X thì con này là iPhone X Bipad. Hôm nay mình vừa mới thâu lại của khách xong. Đấy. Con này iPhone X, con này là iPhone X Bipad. Con này là không nghe gọi các bạn nhé. Tình trạng của iPhone X này thì là gì nhỉ? Pin con này là pin đây. Pin con này là pin 84%. Đấy, X Bipad con này là pin 84%. Đấy, XBPAD 84% nhé. Con này thì là không, các bạn không lắp sim nghe gọi được thì các bạn có thể là chỉ để vào coi như là đây. Con này phiên bản là 64GB. Đấy, iPhone X phiên bản là BPAD 64GB. Con này các bạn để quay phim này, nghe nhạc này, chơi game này. Nói chung là các bạn có thể là gọi được Facebook này, Zalo. Nếu bạn là học sinh ấy mà không có nhu cầu nhiều gì nhỉ, không có nhu cầu nhiều ấy thì các bạn có thể là mua con này về. Các bạn gọi Facebook, Zalo cũng được, rất là ok các bạn nhé. Tại vì bây giờ nó có quan trọng các cái phần sim đâu, thì các bạn học sinh cũng không cần sim nhiều lắm. Các bạn lấy một sim đăng ký thôi, các bạn phải đăng ký. Bây giờ ở đâu wifi hết rồi. Đấy. Còn iPhone X Bipad này thì là khách cũng đã thay màn OLED một lần rồi nhá. Thì con này là màn hình của nó là màn hình OLED các bạn nhá. Màn hình là màn hình, con này thì màn hình OLED này. Màn hình OLED thì là tình trạng là máy Bipad. Con này thì bên mình đang bán với giá là 3,5 triệu nhá. Còn X Bipad này thì mình sẽ bán cho các bạn với giá là 3,5 triệu. Ngoại hình thì cũng khá là ok các bạn nhá. Bạn nào thích sản phẩm iPhone X Bipad này các bạn nhá, hàng được sớm nhất nhá. Giá là 3,5 triệu cho các bạn nhé. iPhone X Bipad 3,5 triệu các bạn nhá. Đấy, và tiếp theo buổi tối ngày hôm nay thì đây, nhà mình lại về được một mẫu giá rẻ đây, con này là Samsung Z3 Pro. Hôm nay nhà mình lại về tiếp tục con Samsung Z3 Pro này. Đấy, con Samsung Z3 Pro các bạn nhé. Con này là bản công ty này. Đấy, bản công ty, hai sim hai sóng. Z3 Pro bản công ty, hai sim hai sóng này thì hôm nay mình vừa mới thâu lại của khách xong. Đây. Ngoại hình thì còn độ, cũng còn độ 90% cũng rất là ok. Vẫn còn cái tem gì nhỉ? Tem thiểu, tem máy này. Thôi mình bóc thì nó cũ rồi, mình bóc ra, thôi mình để cũng được. Các bạn tùy, các bạn về bóc ra cũng được nhá. Con Z3 Pro bản công ty, hai sim hai sóng thì con này màu đen thì mình sẽ thanh lý bạn với giá là 1 triệu đồng các bạn nhé. Đấy, bạn nào thích con máy cục gạch nghe gọi rất ok nhá, Z3 Pro này, 1 triệu đồng cho bạn nhá. Đây, và tiếp theo thì lại về được một con này, con giá rẻ. Hôm nay nhà mình về con này là con gì đây? Mình sẽ con này là này.
Đây, mình sẽ giới thiệu cho các bạn này. Đây, con này là con Redmi 5 Plus. Đấy, Redmi 5 Plus này. Con này thì là Redmi 5, con này là RAM 4GB này. Đấy, Redmi 5 Plus. Con này là RAM 4GB nhé, bộ nhớ trong 64GB. Đấy, ngoại hình con này thì vỏ thì có hơi cũ theo thời gian thôi. Hơi cũ phải theo thời gian thôi các bạn nhé. Đấy, vỏ thì có hơi cũ phải theo thời gian. Con Redmi 5 Plus này là phiên bản là RAM 4GB, bộ nhớ trong 64GB. Con này thì là bản 2 SIM 2 sóng, nói chung là hàng của Xiaomi này. Các bạn, pin của nó cực kỳ là trâu bò các bạn nhé. Con này thì mình sẽ bán cho bạn với giá là 1.500.000 nhé. Con Redmi 5 Plus này, 1.500.000 cho bạn nhé. Bạn nào thích sản phẩm con Redmi 5 Plus này, các bạn nhà hàng lời sớm nhất nhé, 1.500.000 cho bạn nhé. Đấy, vỏ thì hơi cũ theo thời gian thôi, 1.500.000 cho bạn nhé. Đấy, Redmi 5 Plus, RAM 4, bộ nhớ 64 nhé. Này, và tiếp theo thì nhà mình hôm nay nhà mình về được mấy cây lót 8 này. Lót 8 thì hôm nay nhà mình về được mấy cây này. Này, 1 cây, 2 cây này. Nhà mình về được tất cả 3 cây nhé. Này. Đấy. 4 cây, hôm nay nhà mình về được 4 cây lót 8 này. Đấy, lót 8 hôm nay nhà mình về được 4 cây các bạn nhé. Đấy. 4 cây, mẹ tí nó vỡ, chết cha, sợ quá. Lót 8 thì mình sẽ nói chuyện sơ cua qua cho các bạn. Đấy, lót 8 thì mình sẽ nói chuyện sơ cua qua về cấu hình. Cấu hình con này thì là RAM, con này là RAM 6GB này. Lót 8 cho mình thì RAM 6GB. Bộ nhớ trong con này là 64GB. Đấy. RAM thì là RAM 6GB này. Bộ nhớ trong là 64GB. Màn hình con lót 8 này, màn hình của nó tràn viền 6,3 inch. Độ phân giải màn hình của nó là 2K. Nói chung là lót 8 các bạn dùng cực kỳ là thích và cực kỳ là sướng. Thì là ngoại hình nhà mình thì máy còn 90, trên 90% các bạn nhé. Lót 8 cho mình thì hình thức còn 90 trên 90%. Đây ạ. Nhà mình thì có màu xanh, màu xám này và màu đen này. Đấy, màu đen và màu xám đấy các bạn nhé. Thì ngoại hình thì còn độ toàn cứ 90 trên 90%. Thì là gì nhở, nói chung là các bạn nó tán, các bạn mua nó tán, các bạn dùng cực kỳ là sướng luôn. Màn của nó là màn 2K, các bạn dùng cực kỳ là phê các bạn nhé. Được cái là bản hàng 2 SIM 2 sóng, còn hàng xách tay các bạn dùng rất là ok luôn. Đấy, thì là con đầu tiên này thì là ngoại hình thì còn độ 90% các bạn nhé. Đấy. Này. Máy màu xám, màu lông chuột cũng rất là đẹp. Con này thì bên mình đang bán với giá đây. Màn hình con này thì là màn hình của nó đẹp keng, không ám màu hay không lưu ảnh gì. Con này thì bên mình đang bán với giá là 4.500.000 các bạn nhá. Nói chung là lót 8 mà dưới 4 triệu đồng thì không đâu có màn hình là đẹp đâu các bạn nhá. Chỉ có màn hình, một thứ nhất là phích ám và thứ hai là màn hình ám các bạn nhá. Đấy, giá lót 8 mà dưới 4 triệu đồng thì không có đâu màn đẹp đâu các bạn nhá. Trên thời điểm này, thời điểm Tết này, hàng thì nó lên rất là cao. Đấy, lót 8 thì ngoại hình bên mình này khoảng 90 trên 90%. Con máy gì nhỉ, màn hình đẹp keng này, thì bên mình đang bán cho các bạn với giá là 4.500.000 nhé. Đấy, bạn nào thích sản phẩm Samsung lót 8 đấy, các bạn nhà hàng sớm nhất nhé. Đây, và con tiếp theo là con màu xám này. Con màu xám này thì mình sẽ nhìn qua sơ cua qua tổng thể này. Đấy. Đấy, màn hình con này thì là hơi ám nhẹ một chút nhé. Đấy, màn hình con lót 8 này thì hơi ám nhẹ một chút thôi. Đấy, hơi ám nhẹ một chút. Đấy. Cấu hình con này cũng là RAM 6GB, bộ nhớ trong con này là 64GB. Đấy, thì con này thì bên mình đang thanh lý bạn giá là 3.800.000 nhé. Con này thì là màn hình của nó là hơi ám nhẹ một chút thôi. Bên mình đang thanh lý bạn giá là 3.800.000, ngoại hình máy còn 90 trên 90% các bạn nhá. Lót 8 đấy các bạn nhá, 3.800.000 nhá cho anh em. Đây, con này xanh, con màu xanh. Con này thì màn hình cũng đẹp keng nhé. Đấy. Con này màn hình cũng đẹp keng, không ngả màu hay không lưu ảnh gì. Con này thì mình cũng bán đồng giá các bạn, giá là 4.500.000 nhé các bạn nhé. 4.500.000 cho các bạn nhé. Lót 8 này ạ. Nói chung là các bạn, những sản phẩm các bạn mua sản phẩm này nó cực kỳ ít lỗi luôn. Mình bên mình bán cực kỳ là nhiều luôn. Nói chung là phải bảo hành lót 8 thì chưa phải bảo hành một con nào đâu. Quá là bền, quá là ok luôn. Đấy. Đấy. Các bạn dùng nó sướng lắm. Ngay tại vì ngày xưa nó siêu phẩm nó hơn 20 triệu mà. Đâm là nó rất là chu toàn vào những con máy này. Nên là các bạn dùng rất là sướng thôi. Chỉ mỗi màn hình nó kiểu nó hay bị màn hình ám, kiểu dùng lâu sau ngày thôi. Nhưng mà các bạn dùng mà cứ để màn hình độ sáng 50 này thì màn hình cực kỳ là bền nhé các bạn nhé. Đấy. Con này thì 4.500.000 cho các bạn nhé. Đấy, và con màu đen này, màn đen này thì con này có màn hình đẹp keng nhé. Không ảm màu hay không lưu ảnh gì. Đấy, thì ngoại hình còn độ 90 trên 90%. Máy cũ rồi thì nói 100% mà 99% thì nó hơi quá nhé. Con này thì mình cũng đồng giá bán cho các bạn với giá là 4.500.000 nhé. Đấy, máy đẹp, toàn màn đẹp thì mình bán giá là 4.500.000 cho bạn nhá. Lót 8 nhà mình có 3 màu nhá. Đấy, xám này, đen và xanh nhá. Đấy, bạn nào thích sản phẩm Samsung Lót 8 các bạn nhà hàng sớm nhất nhá. Đấy, rất nhiều lựa chọn cho bạn. Đấy, và đây là con VinFast này, đây.
VinFast này là VinFast Start 3 này, VinFast này. Về mình sẽ xem xét con này cho các bạn nhé. Con này thì mình quên mất rồi. V320A. Đã bị check con này. VinMart gì? VinMart Start. Con này là VinMart Start các bạn nhé. Con này VinMart Start này thì nó ít lắm. Thì mình sẽ check qua cho bạn này. Rồi mình sẽ check qua VinMart Start cho bạn nhé. Con này là RAM 2 bộ như 16 nhé các bạn nhé. Đấy, con VinMart Start này thì là RAM 2GB này. Con VinMart Start này là RAM 2GB, bộ nhớ trong 16GB. Con này thì nó giống con iPhone X đó. Đây. Mình nom từ nãy giờ nó cũng giống con iPhone X đó. Đây, iPhone X của mình này. Đây là như kiểu iPhone X luôn, nhưng mà mỗi cái logo này là logo của Táo. Nhưng mà logo này là logo của bác Phạm Nhật Vượng các bạn nhé. Đây. VinMart Start 3 này, VinMart Start. Con này là VinMart Start. Đấy, con này VinMart Start. RAM 2GB, bộ nhớ trong 16GB. Con này thì mình sẽ thanh lý bạn giá là 800k nhé. Đấy. Start 3 này. Con này thì là sẽ mình thanh lý các bạn với giá là 800k cho bạn nhé. Còn VinMart Start 3 này sẽ là 800k các bạn nhé. RAM 2 bộ nhớ trong 16 nhé. Đây, màn hình của nó thì là màn hình của nó cũng là tràn viền 5,7 inch thôi. Đấy, nó giống cực kỳ con iPhone X đấy các bạn nhé. 800k cho bạn nhé. Đấy, và tiếp theo buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình về được con này là con Samsung Z5 Pro. Z5 Pro thì hôm nay nhà mình vừa mới về được chiếc này. Con Z5 Pro này thì làm được cái là màn hình của nó là AMOLED nhé các bạn nhé. Z5 Pro thì cấu hình con này là RAM 2GB. Bộ nhớ trong con Z5 Pro này là 16GB nhé. Con Z5 Pro này phiên bản của nó là RAM 2GB. Bộ nhớ trong con này là 16GB. Màn hình con này là màn hình của nó là AMOLED các bạn nhé. Đấy. Màn hình của nó là màn hình AMOLED. Đấy. Bản Hàn, một SIM một sóng. Thì con này thì mình sẽ thanh lý bạn giá là 1,4 triệu các bạn mua về tặng ông bà bố mẹ người thân rất ok các bạn nhé. Z5 Pro là 1,4 triệu cho bạn nhá. RAM 2GB, bộ nhớ trong là 32GB các bạn nhá. Đấy. Và sản phẩm tiếp theo buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình lại về con này, con Samsung, con này là S8 nhá. S8 nhỏ đấy ạ. Đây, Samsung S8 nhỏ. Con này thì là màn hình đẹp keng, không ám mố hay không lưu ảnh gì. Con này thì nó màn hình của nó là tràn viền. Màn hình con này là tràn viền là 5,8 inch, độ phân giải của nó là 2K. RAM 4GB, bộ nhớ trong 64GB. Thì là con này thì là viền của nó thì là hơi phẩy theo thời gian nhé các bạn nhé. Đây, viền thì có hơi phẩy theo thời gian. Con S8 này thì là bên mình đang bán giá là 3,2 triệu nhé. Đây, màn hình con này đẹp kem, không ngả màu hay không lưu ảnh gì. Viền thì có cũng phẩy theo thời gian thôi. Mình sẽ sản cho các bạn giá là 3,200k các bạn nhé. Bạn nào thích sản phẩm Samsung S8 này, các bạn đang tay hàng mình sớm nhất nhé. 3,2 triệu nhé. Đây. Đấy rồi. Và sản phẩm cuối cùng buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình về được con này có Samsung S9 Plus này. Đây ạ. Đây, Samsung S9 Plus. S9 cộng này. Đấy, S9 cộng thì là màn hình của nó là 6,2 inch. Độ phân giải con này của nó là 2K các bạn nhé. Đấy. Màn hình của nó là tràn viền. Đấy, màn hình của nó là tràn viền 2K này. Cấu hình con S9 Plus này thì mình sẽ xem cho các bạn nhé. Con này là phiên bản của nó là RAM, con này là RAM 6GB này. Bộ nhớ trong con này là 64GB nhé. Đấy, con này được chạy cái là Android 10 các bạn nhé. Đấy. Màn hình con này thì đẹp kem, không ám mố hay không lưu ảnh gì. Vỏ thì con này còn độ 90% các bạn nhé. Đây, vỏ còn 90%. Con S9 Plus này thì bên mình đang bán với giá là 4,800k nhé. Đây. 4,800k các bạn nhé. S9 cộng này. 4,800k cho các bạn nhé. Màn hình đẹp kem, không ám mố hay không lưu ảnh gì. Nói chung các bạn mua S9 Plus này các bạn dùng cực kỳ là sướng luôn. Các bạn mua những sản phẩm mà đời, nói chung là siêu phẩm của Samsung, các bạn về dùng cực kỳ là phê nhé. 4,8 triệu cho các bạn nhé. Bạn nào thích sản phẩm Samsung S9 Plus các bạn nhận hàng đến sớm nhất nhé. 4,800k.
Đấy. Và buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình cũng có mấy mẫu sản phẩm điện thoại cũ giá rẻ thanh lý cho bạn. Thì các bạn nào chưa ưng nào sản phẩm mình cũng có thể nhấc mà đăng ký kênh, bật chuông thông báo. Thì là mỗi tối mình sẽ ra clip thì các bạn sẽ là người xem và lựa chọn đầu tiên. Và bây giờ thì cũng muộn rồi. Và xin chúc bạn đã xem video mình một buổi tối ngon. Và cuộc sống thì luôn luôn tràn đầy niềm vui, hạnh phúc và tiếng cười các bạn nhá. Và xin chào và hẹn lại clip tối ngày mai các bạn nhé.